Mình xin chào quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh của anh em team DAP Audio Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng tôi đưa đến quý vị khán giả và các bạn một cái cấu hình nhỏ gọn, cao cấp, chuyên về sự kiện của thương hiệu DAP. Đối với cái mức tầm đầu tư trong tầm giá khoảng 200 triệu thì đây là một cấu hình rất là lý tưởng về một cấu hình cao cấp, một bộ sự kiện cao cấp. Mình sẽ quay qua một vòng để cho anh em cùng tham khảo và trải nghiệm nhé. Tại sao mà nó khá, giá tiền nó khá là cao, lên tới khoảng 200 triệu, hơn 200 triệu một chút. Và tí nữa thì mình sẽ nói ưu và nhược điểm để anh em có thể tham khảo nhé. Ok. Đối với thương hiệu DAP là một thương hiệu rất là cao cấp. Loa full thì hiện tại đang sử dụng củ bass driver. Driver là của BNC và toàn bộ hệ thống loa full và loa sub là của công ty RCF phát triển. RCF xịn nha mọi người. Đối với loa sub này thì hiện tại đang sử dụng củ bass Lavoisi mã 3000W, công suất lớn nhất của Lavoisi tại thời điểm hiện tại bây giờ. Và đồng bộ là từ neo hết anh em nhé, rất là cao cấp ạ. Đối với cái mức giá lên quanh tầm 200 triệu, anh em có thể sử dụng một cấu hình khá là cao cấp như thế này. Đó. Và cùng với một bộ như này, anh em so với một bộ tại Việt Nam thì chỉ cần như thế này thôi thì anh em có thể đánh được một cấu hình khá là lớn. Bình thường thì anh em 200 triệu thì anh em có thể lên được mỗi bên là 4 full và 4 sub. Nhưng đối với cấu hình này, driver cao cấp như thế này thì chỉ cần như thế này thôi thì anh em sẽ tiết kiệm được thứ nhất là diện tích khi anh em đi làm này. Cái thứ hai là về hiệu suất thì nó vẫn đạt đủ, thậm chí là còn to, lớn và mạnh hơn đối với anh em sử dụng mỗi bên 4 loa, nó rất là cồng kềnh. Đối với cấu hình này thì nó chỉ cần như thế thôi, tại vì độ phủ nó rất là tốt và công suất nó rất là lớn. Đó. Thì đấy là cái ưu điểm là anh em đi làm không cần phải mang về nhiều loa nhưng mà vẫn đạt được hiệu suất cao. Đó. Loa thì rất là nhẹ thôi, loa này nó chỉ có tầm khoảng 20 cân một chiếc thôi, kể cả loa sub thì cũng khá là nhẹ, hơn 80 cân một chiếc. Loa sub khá đắt, anh em xem đây, form mẫu thiết kế là của RCF. Hiện tại ở đây thì nó có một cái tấm che, thì cái tấm này thì về Việt Nam nó hơi bất tiện một chút cho nên là mình cũng đã tháo, mình bỏ ra. Model là K218 DAP Audio và có số seri. Đấy, đầy đủ đàng hoàng nhé, nhập khẩu trực tiếp từ China nhé. Nhà máy RCF nó đặt tại China rồi cho nên là mọi người không cần phải quan ngại cái vấn đề nó sản xuất ở đâu nhé. Quan trọng là công nghệ nó như thế nào và nó sử dụng driver như thế nào. Toàn bộ hệ thống dây mình dùng cũng khá là chất này. Đấy, toàn dây 4.0 hết này. Đấy, dây này mình cũng dùng dây kép này. Đấy, dây summer xịn hết này. Sub này là sub kép 50 nhá. Sử dụng sơn nhựa. Mọi người có thể xem này. Sơn nó sẽ đổi màu luôn. Sơn này Việt Nam không bao giờ có. Model loa DAP DL112. Con này công suất max của nó lên tới 3200W một chiếc cơ. Đấy, nó gấp đôi những cái con loa bình thường. Đó, nó sử dụng toàn bộ driver là của BNC hết cho nên mọi người yên tâm nhá. Loa thì cũng khá là đắt thôi nhưng mà nếu mà anh em không quan ngại về vấn đề giá thì con này thì nó khá ok, quá ok luôn. Những cái dòng loa ở Việt Nam thì kể cả là loa nhập khẩu Trung Quốc hiện tại thì cũng không có cửa để mà so sánh được với em nó. BNC và Lavoisi thì anh em biết là chất lượng của nó quá tốt rồi. Về tủ máy, tủ thì hiện tại mình đang dùng cái tủ cũ để mua của nhà mình thôi, còn khi các bác lắp thì mình sẽ lắp cho các bác tủ mới. Hiện tại thì ở đây thì có 3 con công suất thì mình chỉ tính 2 con công suất này thôi nhá. Con công suất ở dưới thì mình đang lắp để dự phòng thôi, còn con mình chỉ tính các cái bộ combo này nó chỉ có 2 con công suất thôi và là nguồn sung hết nhá. Một con DAP TD 1200, con này có giá 14 triệu. Một con DAP 1500, con này 4 kênh, mỗi kênh 1500W, một kênh mạch class D. Con này rất là xịn sò, chạy tụ ni chi công nha. Đấy, toàn bộ tụ xịn hết, rất là tốt. Và mình thấy anh em PSD đang sử dụng con này rất là nhiều để đánh cho loa D13 và D14. Anh em có thể hỏi, ví dụ như PSD thì hiện tại bây giờ đang là phủ ở Việt Nam rất là tốt, thì anh em có thể hỏi qua những anh em ấy. Có một số anh em mình thấy cũng rất là nhiều anh em dùng rồi cho nên là anh em có thể hỏi qua. Con này đánh D13 D14 rất là tốt và D13 D14 thì công suất nó rất là lớn rồi mà con này nó vẫn chơi tốt và tiếng nó rất ngon. Đấy, tiếng nó rất là ngọt, nó không bị gắt mà không bị cứng tiếng. Mình sẽ dùng một chiếc controller CR2.6
và một chiếc XR16 của Midas. Mình vẫn phải dùng một chiếc controller, tại vì là con XR16 này thì nó chỉ có out, ra và nó có các cái bớt chia, nhưng mà cái bớt chia của nó thì không thể nào làm được delay và góc cắt, cho nên bắt buộc mình phải dùng thêm một chiếc controller để cho chất lượng âm thanh nó kêu tốt nhất. Đó. XR16 thì cũng quá quen thuộc rồi, đó là dòng mixer số. Đấy, hiện tại thì bây giờ thì mình đã chuyển hướng cho tất cả anh em dùng mixer số hết. Đấy, anh em có anh em có thể trải nghiệm được một cái chất âm tốt nhất. Đấy, mà giá thành nó hợp lý, hơn 10 triệu một con XR. Thì tội gì anh em mình phải mua một con bàn mixer cơ thì bây giờ cũng 7-8 triệu rồi. Đấy, thay vì 7-8 triệu anh em bỏ thêm vài triệu nữa, anh em có thể trải nghiệm được một cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn rất là nhiều. Rất rất nhiều luôn, chứ không phải là rất là nhiều. Đó. Một bộ micro DAP Audio S8 thì bộ này thì có sóng đầu 8, ưu điểm rất là vượt trội hiện nay. Thì vì anh em biết là những cái cột phát sóng như này này. Đó, khi anh em đi làm sự kiện nhá. Ở đây mình không nói về vấn đề đám cưới đâu. Đám cưới thì một chuyện bình thường rồi, khi anh em đi làm sự kiện ấy thì sẽ có rất là nhiều sóng. Sóng flycam này, sóng bộ đàm này, sóng truyền hình này, sóng điện thoại này, nó sẽ gây rất là nhiều. Và những cái đầu số tần số sóng này thì nó lại hầu đa phần là sẽ bị trùng sóng so với những cái bộ micro đang phân phối ở Việt Nam. Duy nhất trên thị trường mình hiện tại mình đang thấy chỉ có micro DAP S8 là chỉ có sóng đầu 8. Sóng đầu 8 là có thể né được tất cả các loại sóng hiện tại mà đang phủ ở thị trường Việt Nam. Cho nên là anh em yên tâm nhá, không bao giờ lo anh em đi làm bị rớt sóng, bẻ sóng đâu. Và một chiếc quản lý nguồn chất lượng cao nhá. Anh em phải sử dụng một quản lý chất lượng cao, áp tốt và các cái relay đầu ra nó tốt, tại vì mình dùng cho sự kiện chứ không phải là mình dùng cho gia đình. Mình dùng cho gia đình thì mình có thể sử dụng các loại 1-2 triệu thì được. Nhưng mà đã xác định mình dùng cho sự kiện thì mình phải dùng cho những cái quản lý nguồn thật đảm bảo chất lượng. Tại vì cái nguồn điện nó rất là quan trọng. Không có điện anh em mình cũng chả làm gì được cả. Và khi mà điện nó chập chờn thì cũng khó để nào có thể là thành công được một cái show nó hoàn hảo được. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi vào setup và sẽ mở nhạc. Tí nữa thì sẽ có một người hát thử cho anh em cùng nghe và trải nghiệm chất âm của cái combo này nha. Đấy, anh em là lưu ý nha, khi mà mua cái combo này thì mua một thì... Ví dụ như anh em có một bộ dàn to gấp đôi như thế này thì chỉ đối với DAP thì nó chỉ cần như thế này thôi là quá đủ rồi, tại vì loa nó rất là mạnh. Các bác nào mà có ở gần mình ấy, ở gần trụ sở của DAP Việt Nam này đó, rất là lớn, rất là đẹp, thì mọi người có thể qua trực tiếp thì mình sẽ mở thử cho anh em nghe và cảm nhận chất âm trực tiếp. Chứ thực ra là quay ở trên video này thì cũng chỉ là mang hình thức để cho các bác tham khảo thôi. Còn lại là anh em mua những cái bộ dàn như thế này thì có thể đến trực tiếp tận nhà mình, hoặc là anh em nào tin tưởng thì mình sẽ ship tận nơi cho mọi người, lắp đặt tận nơi, hỗ trợ tận nơi cho mọi người. Đối với cấu hình này thì nó có giá tầm khoảng 200 triệu, khoảng 210 triệu quay đầu thôi, không hơn được. Nhưng mà anh em có một cái driver tốt, Bass Labusi, Bass Chefire BNC. Đấy, và là thương hiệu rất là lớn. Anh em có thể lên trên các website anh em search thì DAP nó đến từ đâu thì anh em có thể tham khảo thêm nha. Rất là hay, rất là chuyên nghiệp ạ. Ok, đối với cấu hình này thì mọi người có thể thoải mái phủ đến tầm khoảng 5-700 đến 1.000 khách. Mình thấy nghĩ vẫn là ok, tại vì là công suất nó rất là lớn. Công suất cực kỳ lớn, 3.200W trên một chiếc thùng bát loa full nha. Còn loa súp là hơn 5.000W một quả. 6.000W một quả, 6.000W một chiếc. Đó, công suất là rất là lớn ạ. Và loa xịn này anh em, là công suất người ta là công suất chuẩn anh em nhá. Mình không giống như loa Việt Nam. Loa Việt Nam thì ghi công suất thì là ghi công suất ảo thôi. Thậm chí người ta còn không biết công suất của nó là bao nhiêu thì người ta có thể ghi vào. Nhưng mà đây là loa hãng thì các kỹ sư người ta đã thiết kế và người ta đã cho ra cái thông số chuẩn. Và toàn bộ loa này là loa nhập khẩu 100% và có COCQ full thuế cho mọi người nhá. Cho nên là loa này vào công trình nhà nước hoặc là làm tất cả các dự án đều ok. Cho nên là anh em nào mà là cần làm dự án này, cần làm công trình nhà nước này thì có thể liên hệ mình thì mình sẽ vào cái cấu hình này. Đó. Và bây giờ thì anh em sẽ setup cho mọi người cùng nghe thử và trải nghiệm nha. I can still hear her. Mọi người cùng nghe chấp âm đến từ loa DAP nha. Rất là mượt, tiếng chép rất mượt. Someone to the test when I thought I could do.
gió mạnh. Mạnh nhỉ, súp mạnh nhỉ. Súp này là súp ấy. Ok, thử tiếng mic nha. Đây, okay. Đây là cây micro DAP S8 này, cây này mình chuyên đi demo này, nó cũng đã hơi cũ một chút rồi. Đó. Anh em sử dụng micro này thì như đầu video thì mình cũng có nói thì nó sẽ tránh được trường hợp mà sóng bộ đàm này, flycam này, điện thoại này, nói chung là tránh được tất cả các loại sóng đang phủ trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đó. Anh em đi làm đám cưới thì mình không nói làm gì đâu, nhưng anh em nào đi làm show và sự kiện ấy thì đây là một trong những bộ micro mà đáng để anh em mua với trong tầm giá khoảng dưới 10 triệu quay đầu, thì mình thực sự là không có đối thủ luôn. Cái này có thể tháo được ra để có thể gắn được đầu xua beta 58 hoặc beta 87 nha. Ok, gắn được anh em nhé, gắn được tất cả các đầu xua vào đây. Ok. Anh em có thể nghe qua cái chất âm của cây Miro S8 DAP Audio này, anh em mình vừa mới cài xong. Ho ho ho. Hello 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 2. Ho ho. Hello. Tiếng hay anh em ạ, tiếng khá tốt. Đồng bộ của một hãng thì chất âm quá tuyệt vời. Bây giờ anh em hát thử bài nhé. Em nhận ra bao năm mình không biết yêu, sống vui luôn từ ngày cô đơn eo cô. Người đã đến, em yêu đắm say. Ôi tình đời, vì sao ngang trái? Mày cũng đã sao đến quá muộn màng với em. Giờ đây em mới biết những ngọt ngào trong tình yêu. Để đỡ đau thêm nhiều vì tình trái ngang. Đời ra đời. Đời ra đời xin ai ngược trôi. Để cho em được yêu một lần đắm say. Để quên đi ngày đó cũ của đời mang đến em. Để cố quên đi rằng đời em thế thôi. Và tình yêu đã đến giờ đây quá muộn màng. Để cố quên đi rằng đời em thế thôi. Và tình yêu đã đến. Tiếng vocal rất là chuyên nghiệp, rất là nét anh em ạ. Đó. Tiếng dày à, ESP. Effect nó chuyên nghiệp. Mà cái loa xịn này em bảo anh này. Bình thường nhá, cái loa bình thường ấy, effect em phải để lên tầm đến bằng 0.
thì nó mới ra tiếng. Nhưng cái này chỉ cần để âm 10 decibel tiếng effect nó đã đủ. Cái loa, cái effect nó khá quan trọng đấy. Đều gái. Nó đều, hát nó nhẹ nhàng. Đó, cấu hình này thì loanh quanh tầm khoảng 210 triệu quay đầu. Anh em nào có nhu cầu mà sử dụng cái bộ này thì có thể liên hệ qua cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.